Đa số chị em phụ nữ không biết mình có đang mặc áo ngực đúng sai hay không. Hôm nay hãy cùng thời trang 12 giờ tìm hiểu những dấu hiệu của việc mặc sai kích cỡ áo ngực. Việc chọn đúng sai áo ngực sẽ giúp cho chị em phụ nữ cảm thấy thoải mái và dễ chịu, tự tin hơn khi đi ra đường, bảo vệ được vòng một trước sự rung lắc khi chuyển động. Và cũng vậy, ngược lại, nếu chọn không đúng sai áo ngực sẽ gây ra những tình huống dở khóc dở cười cho người mặc. Biểu hiện dễ thấy nhất là vết lằn trên da sau khi mặc xong. Đó là dấu hiệu nhận biết bạn mặc sai kích cỡ và cần thay đổi gấp để tránh tình trạng máu lưu thông không đều, gây tắc nghẽn mạch máu. Thứ hai là tình trạng khúc ngực nhấp nhô. Rõ nhất là những lúc mặc chiếc áo phông rộng, dễ thấy tình trạng áo ngực quá to so với ngực, phần cúp áo không sát vào da làm cho vòng một trông xấu và mất tự nhiên hơn. Biểu hiện thứ ba cho thấy việc sai kích cỡ áo ngực là phần ngực nhô ra so với áo, phần mở thừa bị đẩy ra ngoài so với áo, là dấu hiệu cho thấy bạn đang mặc một chiếc áo quá chật. Điều này dễ gây ra tình trạng khó thở, mệt tim, nên bạn cần loại bỏ ngay để chọn cho mình một chiếc áo có size phù hợp với mình hơn. Thứ tư là có cảm giác đau khi mặc áo ngực. Nhiều bạn vì muốn có vòng ngực trông tràn đầy hơn nên đã chọn cho mình một chiếc áo ngực nhỏ size hơn để mặc, làm cho vòng một trở nên đầy đặn hấp dẫn hơn. Nhưng điều này sẽ gây ra ảnh hưởng đối với sức khỏe của chính mình. Bạn nên chọn cho mình một chiếc áo vừa vặn để có thể thoải mái nhất có thể. Phụ nữ chúng ta dù có muốn đẹp cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhé. Để cho vòng một như ý thì hãy tham khảo các kiểu áo tại đây ngay trang web thoitrang12giờ.com.